Nghi phạm đặt mua súng, xe máy rồi nghiên cứu lên kế hoạch cướp ngân hàng tại Tiền Giang. Nghi phạm khai sử dụng số tiền cướp được để cá độ qua mạng. Đây là những thông tin vừa được cập nhật về vụ cướp ngân hàng xảy ra tại tỉnh này hôm ngày 13 tháng 9. Theo đó, chiều ngày 18 tháng 9, Công an tỉnh Tiền Giang đã thông tin về vụ cướp ngân hàng xảy ra tại phòng giao dịch Châu Thành của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Tiền Giang. Hiện đã tạm giữ hai nghi phạm là Châu Cường 36 tuổi, ngụ huyện Củ Chi thành phố Hồ Chí Minh và Trần Ngọc Đức 22 tuổi, ngụ quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó Cường trực tiếp gây ra vụ cướp ngân hàng tại huyện Châu Thành, lấy đi số tiền 940 triệu đồng và tẩu thoát về thành phố Hồ Chí Minh. Đại tá Nguyễn Văn Tảo, Phó Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, sau 3 ngày điều tra, đến khuya ngày 16 tháng 9, lực lượng công an đã bắt giữ thủ phạm gây án tại nhà riêng ở thành phố Hồ Chí Minh. Công an cũng đã thu giữ 8 điện thoại, 2 khẩu súng rulo và 11 viên đạn, 655 triệu đồng. Trước khi bị cơ quan điều tra bắt giữ, Cường đã uống thuốc diệt cỏ dẫn đến nôn ói nên được cơ quan điều tra đưa đến bệnh viện cấp cứu. Theo cơ quan điều tra, chính Đức đã bán súng cho Cường mỗi khẩu 10 triệu đồng. Ngoài ra, khám xét nơi ở của thanh niên này, cảnh sát đã thu giữ thêm một khẩu súng rulo và 13 viên đạn. Dịp này, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang đã tặng 5 bằng khen cho các tập thể nhờ có thành tích xuất sắc trong phá án.